chào mọi người. Hôm nay bạn sẽ chém gió và nói về vấn đề cảm âm. Có nhiều anh em hỏi là cảm âm như thế nào, ra làm sao để cho nó tốt hơn. Thì hôm nay bạn sẽ chia sẻ cái kinh nghiệm cá nhân về điều này. Thật sự bạn không được học về cảm âm đâu, nhưng mà dựa vào cái kinh nghiệm mà lâu, ngày xưa bạn học đàn thì chỉ học với các tác phẩm là luyện ngón xong rồi đánh các tác phẩm bài vậy thôi, chứ không có được học cảm âm. Cảm âm á, là một cái môn học nó phải chuyên sâu và nó chỉ tốt khi mà chúng ta được học đúng quy trình. Với cái quy trình đào tạo chính quy thì chúng ta mới được là cảm âm nó tốt nhất thôi. Còn ở đây thì chỉ chia sẻ kinh nghiệm thôi. Thì có gì sai chưa đúng á, thì mọi người để lại ý kiến dưới phần bình luận để bạn học hỏi thêm nha. Vì thế hôm nay mình sẽ nói về vấn đề cảm âm và sướng âm. Sướng âm và cảm âm thì cảm âm là mình cảm thụ cái âm thanh đó, sướng âm là mình đọc lên cái âm thanh đó. Và khi mà mình cảm thụ, mình đọc lên được rồi thì cái vấn đề mà mình thực hiện lại thì cái vấn đề nó liên quan tới sự luyện tập của mình. Rồi mình bắt đầu thôi. Cái quá trình mà anh em mình chơi đàn á, đa phần á thì mình nhìn vào bài nhạc để mình tập lại thì cái đó đều là dễ rồi. Còn bây giờ mình đánh mà không có bài nhạc, mình phải lắng nghe cái đoạn nhạc đó, lắng nghe cái giai điệu gì đó để mình đánh, để mình cảm thụ nó đó, để giữ lại ở trong đầu của mình và mình thực hiện lại nó trên bàn phím. Ví dụ như là mình chỉ có hai nốt nhạc thôi, nhưng mà cái tiết tấu của nó, cái nhịp nhàng thì mình phải nắm rõ à, cái đó là mình đọc tiết tấu ha. Mình lấy là một cái giai điệu thì nó liên quan tới tiết tấu nè, rồi tới cao độ. Tiết tấu là nhịp nhàng tạo nên tiết tấu, cao độ của nốt nhạc tạo nên cái sự là mình gọi là cảm âm đó. Mình sẽ nhận biết cái cung bậc của cái nốt nhạc, cái giai điệu đó à. La 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 la. Trước tiên mình muốn cảm âm tốt, mình phải tập đọc lại cái giai điệu mà mình nghe nó chính xác. Có nhiều bạn học đàn là mình không có, mình có nghĩa là mình nói là hát dở, hát dở, hát hay là liên quan tới cái giọng hát, tới kỹ thuật hát vân vân. Nhưng mà khi chúng ta cảm âm thì chúng ta phải cố gắng đọc cho đúng cái giai điệu. La 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 à, ví dụ mình nghe cái giai điệu cao hơn là mình phải đọc được la 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 la. Mình phải làm được điều đó thì mình mới tiến tới cái vấn đề là mình cảm âm cho nó chính xác. Mọi người có nhận ra cái giai điệu của bài hát đó không? Đó là bài hát thiếu nhi mà khá là quen thuộc với nhiều người. Nhạc thiếu nhi nó rất là trong sáng và nó đơn giản, vui tươi. Vì thế mình cảm âm nó thì chắc sẽ dễ dàng hơn. Nhưng mà những cái vấn đề khó ở nhạc khó thì ví dụ như cái đoạn này. Chắc ai cũng biết cái giai điệu này. Đó, cái giai điệu này là cái giai điệu nó khó hơn nhiều so với cái, đúng không? Tại vì cái này nó có hai nốt thôi. Mà bây giờ với cái giai điệu nó khó như vậy thì đòi hỏi chúng ta phải có sự lâu năm, lắng nghe nhiều và cảm âm tốt thì chúng ta mới cảm nhận được cái giai điệu này. Nó chưa chính xác nữa, cái độ mà luyện tập cảm âm của mình nó chưa tốt. Đó, những bạn mà anh chị em có học thanh nhạc á, thì người ta luyện tập rất là nhiều về sướng âm. Sướng âm thì nó sẽ liên quan tới cảm âm luôn ha, là chúng ta phải cảm nhận cái âm thanh và đọc lại cái âm thanh đó cho thật là chính xác. Đó là liên quan tới cảm âm và sướng âm. Còn chúng ta chơi đàn thì chúng ta phải cảm được âm thanh đó, rồi chúng ta tốt nhất là chúng ta nên đọc lại âm thanh đó, rồi sau đó chúng ta mới thực hiện lại cái âm thanh đó trên phím đàn.
đó, nó thêm của bên người ta học thanh nhạc, người ta học hát, người ta chỉ học hai công đoạn thôi là cảm nhận âm thanh và đọc lại. Nhưng mà chúng ta chơi đàn chúng ta phải thực hiện tới ba công đoạn: cảm nhận âm thanh, đọc lại và thực hiện lại. Da 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 da. Nếu mà chúng ta đọc đúng được á, chính xác á, nhiều á, thì chúng ta sẽ thực hiện lại dựa theo cái cảm nhận của chúng ta nó chính xác hơn. Đó. Vì thế mới có mấy trường hợp là khi mà mình có ship nhạc thì mình nhìn vô đó thì đánh nhất định nó sẽ đánh chính xác như trong giấy thì nó sẽ chính xác. Nhưng mà ở cái mức độ cảm âm á, thì tùy người sẽ cảm âm nó cái mức độ nó khác nhau đi một chút. À, bản thân mình cũng cảm âm cũng khá là yếu chứ không có được cao đâu. Mình cảm âm nhiều khi những cái giai điệu khó thì mình không có làm tốt được. Hôm nay ve kêu ở ngoài nhiều quá nó vô tới trong phòng mình luôn. Rồi bây giờ mình biết là mình phải lấy lại cái mẫu âm thanh, đọc lại nó và thực hiện nó rồi đúng không? Nhưng mà bây giờ nếu mà vậy mình lấy cái bài hát thì nó khó quá. Bây giờ có cách nào để tập không? Thì đúng ra tập thì phải có sách, có giáo trình thì nó sẽ tốt hơn. Người ta đã nhạc sĩ, người ta đã soạn ra thì nó có cái quá trình học thì nó sẽ tốt hơn. Nhưng mà ở đây thì hôm nay mình sẽ chia sẻ ngẫu nhiên thôi, có nghĩa là mọi người không cần có giáo trình hoặc là không cần tìm cái gì hết, mình vẫn có thể tập ngẫu nhiên theo cái gì chúng ta nghĩ ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn ba nốt đi đó. Ví dụ như ba nốt đó. Chúng ta lắng nghe la 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 la. Đầu tiên chúng ta sẽ đọc theo nó la 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 la. Rồi chúng ta cảm nhận coi nó đã chính xác chưa. À, ví dụ đã chính xác rồi thì chúng ta đàn. Rồi chúng ta đọc la la la. Rồi chúng ta tự kiểm tra đàn và đọc la 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 la. Đó là chúng ta tự tập ngẫu nhiên thôi, chúng ta chọn ba nốt, đừng chọn quá nhiều. Mình mới tập thì mình có thể ba nốt. À, ba nốt. Rồi chúng ta sẽ đàn ba nốt khác ngẫu nhiên thôi, ví dụ la 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 la. Vâng vâng, ví dụ la 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 la. Đó, ngẫu nhiên thôi. La la la. Nó khó hơn không? Cái nốt nó xa ra thì cái quãng nó xa ra thì chúng ta sẽ cảm giác nó khó hơn. La 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 la. Mình bỏ qua, mình phải lắng nghe trước. La 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 la. Đó. Chúng ta nên tập theo thang âm. Ví dụ như chúng ta nên chọn một, đừng có đàn lung tung, mình phím đen phím trắng lung tung. Chúng ta phải tập theo giai âm. Ví dụ như mà nãy giờ vẫn đàn là trên cái giai âm đô trưởng là vẫn có cái âm chủ trong đó. Mà bất cứ đoạn nhạc nào, một cái bài nhạc nào thì nó vẫn có âm chủ trong đó mà, đúng không? Đó, bạn đang đánh ở trên cái dây âm đô trưởng thì nên cái những cái nốt nó nằm trên 7 cái nốt dây âm đô trưởng thôi. Đó. Ví dụ như mình giờ mình cảm âm qua thứ đi. La 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 la. Đó, chắc này bạn đánh qua cái dây âm đô thứ. Ha. La 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 la. Mình có thể tự tập nhưng mà nhớ là đúng theo cái giai âm mà mình chọn. À, ví dụ như mình đang tập đô thứ, bây giờ mình tập la thứ đi, dễ cho mọi người đúng không? À, trước tiên mình phải nhấn cái âm chủ lên, ví dụ như hợp âm la thứ đó, mình cảm nhận nó bằng cái hợp âm. À, la 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 la. Đó, mình đọc thì đôi khi nó không chính xác, nó liên quan tới sướng âm rồi.
À, nhiều khi mình cảm nhận được đó nhưng mà cái âm phát ra của mình sướng âm lại không tốt. La 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 la. Khi mà mình cho nó là giai âm la thứ rồi đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cảm âm ở cũng là la thứ. La 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 la. Đó là bậc 4 là re thứ đó. La 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 la. Đó. Thì cái này chúng ta đang tập đọc 3 nốt thôi, nó đơn giản 3 nốt đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tập đi, khi mà chúng ta đã làm nhuần nhuyễn nó, chọn giai âm, sau đó chúng ta luyện tất cả các giai âm nào chúng ta thích. Rồi chúng ta sẽ nâng nốt lên, ví dụ như chúng ta sẽ đọc 4 nốt. La 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 la. Đó, chúng ta tập như thế. Thì bây giờ chúng ta đã tập được cảm âm và sướng âm theo tự cái cách chúng ta ngồi ở nhà, đâu có cần gì đâu, chúng ta vẫn tập được đúng không? Mọi người muốn cảm âm tốt thì nên tập như vậy. Nếu mà chúng ta không được học qua cái phương pháp chính quy về cảm âm, về sướng âm thì chúng ta tập như vậy mà cũng thấy là cái hiệu quả nó cũng khá là ổn đó. Mà cũng thường tập như vậy. Rồi khi mà chúng ta tập nhuyễn 4 nốt 3 nốt rồi thì chúng ta tự đàn một cái giai điệu ngẫu nhiên đó. Ví dụ nó khó nha. La 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 la, nó rất là khó nha. Rất là khó đọc. Ví dụ giờ mình sẽ cảm âm trên si thứ đi. La. Đó, mình lấy cái gam dây âm trợ chủ nó. La 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 la. Đó, mình đang đánh la 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 la. Đó, mình đọc, cố gắng mình đọc mà cái độ chính xác càng cao thì mình sẽ luyện được cái cảm nhận âm thanh và mình sướng âm lại. Thì khi mà mình lắng nghe một đoạn nhạc gì đó thì mình lấy lại nó sẽ độ chính xác sẽ cao hơn. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Đó. Rồi khi mà chúng ta đã nhuyễn đi một chút rồi thì chúng ta có thể tự mình nâng độ khó lên, là ví dụ như cũng cái đó, mình chỉ lấy một nốt thôi, rồi mình lấy cái nốt trụ đó thôi rồi mình kiểm tra mình, ví dụ la 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 la. Đó là mình không nghe đầy đủ nhưng mà mình cảm nhận được cái mức độ, cái cao độ của âm thanh. Bây giờ mình đọc lại thì khi mà mình luyện được cái tới cái đó thì mình thấy người ta cảm thấy là nó khá là ổn đó. À, ví dụ la 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 la. Nào, ví dụ la 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 la. Đó, chúng ta dễ bị ẹo, chúng ta không sướng âm tốt. La 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 la. Đó, bây giờ chúng ta bị lạc cái quãng đi à. La, chúng ta phải lấy lại nó đồ là chủ để chúng ta lấy lại cái thăng bằng. La 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 la. Chúng ta không có tập về sướng âm, không có tập thanh nhạc nhiều nên chúng ta dễ bị lạc lắm. Nhưng mà khi bị lạc thì chúng ta nên tập lại cái giai âm đô trưởng, lấy cái trụ lại. Đó, mình lấy cái nốt đô, nam nữ gì cũng vậy hết, mình có thể lấy nốt đô để mình lấy cái trụ. La 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 la. Nhiều khi chúng ta la la la, chúng ta bị lạc cái quãng. Nhiều khi chúng ta đánh nốt đô này là la 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 mà chúng ta đọc la 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 là nó trên, nằm trên nốt đô quãng trên rồi. Đó, chúng ta phải à,
Rồi đầu tiên chúng ta muốn cảm nhận được một cái đoạn nhạc khó thì chúng ta phải xác minh được cái giai âm mà cái đoạn nhạc nó đang chơi thì chúng ta sẽ cảm âm dễ dàng hơn. Ví dụ như cái câu này à, mình phải xác định nó ở giai âm gì. Nó là giai âm la trưởng à. Rồi chúng ta sẽ la 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 la, đó giai âm la trưởng đúng không? Thì chúng ta nghe la 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 la. Thì khi chúng ta đọc la 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 la. Cái đoạn này khá là khó. Thật sự lúc trước cái bài này mình không có, mình là do cảm âm để mình đánh lại cái đoạn nhạc này đó. Mình cũng không biết là cái độ chính xác nó tới đâu. Đó. Nhưng mà mình cảm nhận nó tạm ổn, mọi người nghe cảm nhận được đó là đoạn nhạc quen thuộc à, mà mình đã từng nghe trên cái bản gốc thì đó cũng là được rồi. Đó. Thì mình cũng không, cũng bây giờ mình cũng không biết là mình cảm âm lúc đó mình nghe cái giai âm đó nó đã chính xác hay chưa, thì mình chỉ lấy ví dụ thôi. La 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 la. Những cái đoạn nhạc mà nó, những cái nốt nhạc mà nó phức tạp á, phức tạp là gì, là nó cách xa nhau hoặc là nó gần liền kề nhau ở nửa quãng, thì chúng ta rất là dễ sai lầm ở những cái nốt mà lướt lướt qua. Đó, chúng ta thường mắc sai lầm ở đó, riêng bản thân mình cũng mắc sai lầm rất là nhiều, là mình cảm âm bị sai cái nốt đó. À, ví dụ như một bài trữ tình đi, một cái intro trữ tình à, áo cá đợi chờ đi. À, mình để trong là mình bị sai quãng đó. La 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 la. La 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 la. Mình có những người bạn được học chính quy, được học đúng phương pháp thì người ta cảm âm mình cảm thấy rất là nể. À, như là người ta sẽ cảm âm ở một cái bài nhạc nào đó, người ta sẽ cảm âm đúng cái tông gốc của nó, chúng ta không dịch tông ha. Ví dụ như cái bài đó được viết ở trên la trưởng thì chúng ta cảm âm đúng trên la trưởng chứ không phải là đánh qua đô trưởng đó. Thì như vậy thì lúc nào cái thang âm trong con người á thì nó cũng chính xác hơn. Đó. Vì thế nếu mà phiên được á, hoặc là cái điều này rất là khó, thì cái bài gì viết ở tông gì thì chúng ta nên cảm âm đúng và đánh là ở tông đó luôn, thì nó sẽ giúp cho chúng ta cảm âm tốt hơn. Nhưng mà điều này thật là khó, tại nó liên quan tới sự luyện tập lâu ngày, lâu, rất là lâu dài mình mới đánh được. Ví dụ như bài Vợ Tôi được viết ở trên tông si đi, nhưng mà chúng ta muốn đánh dễ đánh trên tông la, ví dụ gì. À, mình không nhớ chính xác hay không, nhưng mà mình ví dụ như vậy, thì vô tình thì chúng ta cảm âm ở trên cái bài á, để chúng ta đọc lại, sướng âm lại cái giai điệu của cái bài đó đó, thì khi chúng ta đánh lại thì nó lại thấp hơn, thì nó liên quan tới cảm nhận, thì giấc đó thì nó không được tốt. Thì chúng ta cũng có quyền dịch tông là tranh bót lên để cho nó đánh tông la, nhưng mà cái nó phát ra lại là si, thì đúng rồi, như vậy cũng là đúng thôi. Nhưng mà về mặt địa lý trên phím đàn á, dưới cái cách lắng nghe á, thì nó vô tình nó làm loạn đi cái cảm nhận cảm âm của chúng ta. Thì cái này nó hơi sâu chút thôi, thì mình chỉ phân tích thêm một chút thôi. Vì thế cái gì cũng vậy, được học đúng quy trình, đúng bài bản, đúng cái căn bản thì nó đều tốt nhất. Khi mà chúng ta được học tốt á, thì sau này cảm âm về cái giai điệu thì nó đã dễ rồi, nhưng mà để mình lắng nghe cái hợp âm thì cái điều nó sẽ cao cấp hơn, nó rất là khó kìa. À, tại vì nhấn lắng nghe cái hợp âm thì là cảm âm thì nó chỉ có một giai điệu chính thôi. Nhiều khi mình phải cảm âm nó bè. À, ví dụ như cái intro. Thì làm sao mình đọc ra được hai nốt? Thì giấc này mình phải liên quan tới cái cảm nhận để mình nhận biết được cái nốt đó người ta đang đánh bè ở cái nốt nào và nốt nào đó. Hoặc là cái hợp âm đó,
Thì khi mà mình cảm âm đủ lâu đủ tốt thì mình sẽ lắng nghe qua cái phần là hợp âm đó. Thì mình sẽ cảm nhận được cái hợp âm đó người ta đánh lên là nó gồm những nốt gì đó. Cái điều này nó thật sự là mình tập rất là nhiều, mình phải cảm nhận rất là nhiều. Nó khó lắm. Đối với Mẫn rất là khó. Và mình tin chắc là đối với nhiều anh em cũng rất là khó, đúng không? Thì khó nhưng mà mình vẫn phải làm, tại vì mình đã chót dấn thân vào con đường này rồi đó. Thì khó thì mình đầu tiên thì mình tự tập sướng âm theo giai điệu, dựa vào đó rồi mình lắng nghe nhạc thiệt là nhiều đó. Rồi mình lắng nghe hợp âm, mình cố gắng đánh sao cho nó giống như cái bài, thì từ từ chúng ta sẽ cải thiện được nó hơn về cái phần cảm âm, về giai điệu cũng như là mình có thể lắng nghe hợp âm. Chứ không có cái phương pháp nào mà để giúp chúng ta được tắt hay là một cái lạch nào hết đó. Cái nguyên tắc thì chúng ta hiểu về giai âm, hiểu về thang âm, hiểu về hợp âm có trong cái giai âm đó, thì nó giúp ích được chúng ta là dựa vào nguyên tắc và dựa vào lắng nghe, thì chúng ta sẽ làm cho nó dựa vào những cái đó để chúng ta làm cho nó chính xác hơn. Chứ không có cái phương pháp nào mà có nhiều anh em nhắn tin hỏi mình đó, hoặc là trao đổi với mình hỏi là có cách nào để làm tốt không. Mình cũng không biết là cách nào, thì hôm nay mình mới thực hiện chia sẻ mấy cái điều này, mong là giúp cho anh em tham khảo. Nhắc lại thì trong quá trình chia sẻ hôm nay á, thì Mẫn chỉ chia sẻ theo cái kinh nghiệm cá nhân thôi. Tại vì Mẫn cũng không được học là theo cái sướng âm hay cảm âm theo đúng quy trình gì hết. Thì có gì không đúng á, thì mọi người cho ý kiến dưới phần bình luận để Mẫn biết, hoặc là những anh em chưa biết thì có thể học hỏi thêm nha. Rồi tới đây thì Mẫn xin kết thúc video. Cảm ơn mọi người đã xem và chúc mọi người sức khỏe cũng như là ngày càng cảm âm, cảm nhận, cảm thụ âm thanh, là sướng âm, cái gì liên quan tới âm nó tốt hơn. Và nếu mà thấy vui á, thì cho mình là một like, chia sẻ video cho anh em, nhiều anh em xem để có thêm ý kiến tham khảo. Nhớ đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những video chia sẻ hoặc là chém gió những cái vấn đề về anh em mình tiếp theo nha. Cảm ơn mọi người, tạm biệt.